Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì trong không khí gần đến Tết rồi thì mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một loại mứt nữa. Đó là mình sẽ làm mứt vỏ cam. Ở đây thì mình đã chuẩn bị hai quả cam. Mứt vỏ cam thì các bạn có thể làm từ vỏ nhiều loại cam nhé. Nhưng mà ở đây thì mình thấy cái cam này nó có cái màu sắc đẹp này, màu vàng á. Nên là mình sử dụng cái cam này để cho nó lên cái màu đẹp. Một ống vani, các bạn có thể sử dụng vani hoặc không sử dụng cũng được nhé. Cho thêm một chút vani vào thì nó sẽ thơm hơn. Và ở đây thì hai trái cam này thì mình sẽ sử dụng là 100g đường. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ mang đi rửa cam nhé. Mình rửa cam tại vì mình làm mất từ vỏ nên là mình sẽ rửa thật là sạch nhé. Mình cho muối, cái này muối mình trà lên cái quả cam. Nó thật là sạch. Cái vỏ cam hay là vỏ bưởi thì mình làm mứt nó cũng là một loại thuốc ạ. Lát nữa mình sẽ dùng thêm hai muỗng mật ong nữa. Vỏ cam hay vỏ bưởi, vỏ cam này mà kết hợp với mật ong là thành bài thuốc á. Mình ho hay là mình có vấn đề về cái cổ họng của mình á, mình nghẹt mũi ấy, mình ăn rất là tốt. Đây mình rửa thật là sạch. Sau khi mình đã lấy được cái vỏ cam của mình này ra thì mình có thể làm cho nó gập cho nó bớt cái tinh dầu của vỏ cam ra. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn ăn cay thì mình không cần làm cũng được nhé. Sau khi mình cắt xong cái vỏ cam của mình thì mình sẽ rửa lại thêm bằng nước nữa nhé. Và tiếp theo đó là mình sẽ ngâm cái cam này với muối loãng. Mình cho vào đây khoảng một muỗng muối nhé. Cho một khoảng một muỗng muối. Và mình ngâm cái vỏ cam này trong vòng từ 8 đến 12 tiếng. Hôm nay thì mình làm buổi tối nên bây giờ là 9 giờ tối thì sáng mai mình sẽ làm nhé. Ở đây thì mình khi mình làm xong thì mình sẽ cân cái lượng vỏ cam này. Cứ khoảng 1 kg vỏ cam này thì mình sẽ dùng 500g đường. Ở đây là
270 g thì mình sẽ dùng là 130 g đường. 130 g đường thì mình sẽ dùng 100 g đường trước để mình ướp cam. Còn 30 g đường còn lại thì khi mà mình xên cam xong, mình sẽ làm cái lớp áo ở ngoài, lớp phấn cho cam nhé. Sau khi mình đã ngâm cái đường với cái vỏ cam của mình được khoảng chắc là cũng khoảng 7-8 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ mang đi xên mất nhá. Đầu tiên thì mình sẽ xên lửa vừa. Và mình sẽ cho thêm vào đây khoảng 100 ml nước nữa, để cho cái cam của mình nó ngập ngập và cái cam của mình nó được chín kỹ nhé. Chỉ có mình cái xên cái mứt cam này là mình cần cho cái nước nó xâm xấp cái mặt. Cái mùi cái tinh dầu cam nó ra rất là thơm. Mình sẽ đậy vung vào khoảng 5 phút cho cái vỏ cam của mình nó được chín nhá. Chín kỹ cho nó trong lại á. Khi mà cái mứt vỏ cam của mình nó đã bắt đầu nó khô hết đường như vậy rồi thì mình sẽ mở lửa nhỏ thôi nhá. Để cho mình cho cái đường của nó khô hơn một chút nữa nó kém. Cái mứt của mình nó keo lại như vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp nhé. Khi cái đường của nó bắt đầu nó kết tinh, nó bám xung quanh cái thành này, nó keo lại như vậy rồi thì mình sẽ tắt bếp. Ở cái công đoạn này thì các bạn thấy cái mứt của mình nó đã trong lại như vậy. Nếu có điều kiện thì các bạn bây giờ mình sẽ mang đi phơi nắng nhé. Nếu có điều kiện thì các bạn cũng sẽ phơi nắng. Còn nếu không thì các bạn có thể để ở trên bếp để cho nó nguội. Mình để cho nó nguội khoảng 2-3 tiếng rồi mình sẽ rắc cái phần đường còn lại lên để nó tạo cái áo lớp áo đường ở bên ngoài cho cái mứt của mình nó được đẹp mắt và để được lâu nhé. Bây giờ thì cái này mình sẽ mang đi phơi nắng cho. Đây, sau khi mình đã phơi được cái mứt vỏ cam của mình được một nắng thì nó đã xe mặt lại như vậy rồi. Mình sẽ cho vào trong, nếu các bạn thích không thích ấy thì mình có thể không lăn đường cũng được nhé. Nhưng mà ở đây thì mình muốn để lâu và muốn cho nó đẹp thì mình sẽ lăn đường. Đường này mình xay ra đó. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món mứt vỏ cam của mình. Với cái món mứt vỏ cam này thì các bạn có thể mình làm rồi mình khi nào mình có thời gian mình mua cam về mình ăn thì mình tranh thủ mình gom lại mình làm, mình để trong tủ lạnh mình dùng dần. Mình dùng trong dịp Tết cũng rất là tuyệt vời nhá. Bây giờ thì cái màu thì rất là đẹp rồi, mình sẽ ăn thử. Rất là dẻo luôn cái vỏ cam của mình.
nó không có bị ngọt lắm đâu các bạn. Cái nó có cái mùi ngọt ngọt the the và rất là thơm của đặc trưng của vỏ cam. Ăn rất là ngon luôn. Hy vọng là với chia sẻ của mình thì các bạn sẽ bỏ túi cho mình thêm một món mứt rất là tuyệt vời trong ngày Tết nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thích video của mình thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh và nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.